Theo Viện Khí tượng và Thủy văn Panama, hầu hết các nước Mỹ Latin, trong đó có Panama đã trải qua một mùa nắng nóng kéo dài với lượng mưa ít từ đầu năm đến nay do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino. Dự báo thời tiết cho thấy lượng mưa ở Panama sẽ duy trì ở mức tương đối thấp trong suốt cả năm và hạn hán dự kiến sẽ kéo dài sang năm 2024. Kinh đảo Panama, dài hơn 80 km, là tuyến đường thủy nhân tạo nối đại Tây Dương với Thái Bình Dương và phân chia Bắc Mỹ và Nam Mỹ kênh đào được xây dựng với mục đích để tàu bè giữa hai đại dương có thể qua lại, sử dụng cửa nước để nâng hoặc hạ mức nước trong quá trình tàu bè qua lại, mỗi lần thải khoảng 200 triệu lít nước ngọt ra đại dương. Lượng nước này được cung cấp từ nhiều nguồn, một trong đó là hồ Gatun, một hồ nhân tạo tích trữ nước mưa là chủ yếu. Thời gian gần đây, mực nước hồ Gatun đã giảm mạnh và theo cục khí tượng dự báo, trong tháng 7, mực nước hồ sẽ còn xuống thấp hơn nữa. Cơ quan quản lý kênh đào Panama đã 5 lần hạ độ sâu nước tối đa của tàu qua lại trong mùa hạn hán này. Từ 15,24 m trước đây xuống còn 13,41 m hiện nay, buộc các tàu chở hàng lớn phải chở ít trọng lượng hơn. Đây là hậu quả mà chúng ta có thể thấy về việc giảm mực nước hồ chứa liên quan trực tiếp đến lượng mưa giảm và ảnh hưởng của mùa khô kéo dài. Các hạn chế về mực nước của tàu và số lượng tàu chở hàng đi qua kênh đào Panama đồng nghĩa với việc nhiều tàu container có thể cần phải giảm 40% khối lượng hàng hóa mà chúng đang chở. Do đó, những người trong ngành cho biết họ lo lắng rằng chi phí hậu cần quốc tế sẽ tăng lên và sẽ đẩy giá nguyên liệu thô trên thị trường quốc tế lên cao. Cơ quan quản lý kinh đảo Panama cho biết họ đang lên kế hoạch hạ thấp mức mớn nước của các tàu đi qua kênh vào tháng 7. Điều này sẽ tiếp tục hạn chế năng lực vận chuyển. Một số thông tin cho rằng việc tăng giá đã xảy ra. Một vài công ty vận chuyển đã dựa vào tuyến kinh đảo Panama tăng giá vận chuyển một container từ 300 đô la Mỹ lên 500 đô la Mỹ. Độ sâu tối đa của tàu bị hạn chế, điều đó không có nghĩa là tàu sẽ không đi qua, nhưng sẽ dẫn đến giảm sức tài và mất nhiều thời gian hơn để hàng hóa đến đích. Trước tình hình này, các nhà kinh tế cho biết, chi phí hậu cần cao hơn sẽ thúc đẩy giá nguyên liệu thô tăng vọt, do đó nhiều quốc gia đang tìm kiếm các tuyến đường thay thế cho kênh đào Panama.